để tạo cơ chế hợp phối hợp nhằm phát huy tiềm năng lợi thế hết của mỗi bên thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế hết xã hội của thành phố sáng nay liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố và sở khoa học và công nghệ ký kết thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2025 theo đó, hai bên sẽ hợp tác ở các lĩnh vực trọng yếu để đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới, cho đó tập trung chia sẻ nguồn lực, phát triển tiềm lực và xây dựng các chính sách khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến thông tin truyền thông khoa học và công nghệ, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đồng thời liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố và sở khoa học và công nghệ sẽ phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động thường niên như ngày khoa học và công nghệ triển khai các giải thưởng công nghệ hội thi cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh trung học phổ thông cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học và hoạt động xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ